kiếm cây đổ trọng phải không? Cây đổ trọng đang sức mưa, hiện tại là trời đang mưa lâm râm. Nhắc các bạn, đây là đường khóm 3 của thị trấn Lai Dung. Đây là nhà của bà Biếu. Bà chủ nhà đứng đó. Đây là đường từ chợ chạy lên đây. Đó là đằng đó là cái dơ sải là nhà của ông Cường. Ông Cường bán dừa. Rồi tới bà Bảy. Rồi tới dì Bảy Liên. Tới mở phiếu đây. Rồi, để nhìn xuống đường lộ đây. Rồi bây giờ mình quay qua phía đi về hướng gạch sậy nè. Đây là hướng về gạch sậy. Đó. Quay mặt về mé sông, đây là phía bên tay cha tay phải. Rồi mình đi về nhà đây. Quay cái clip này cho bạn Thảo Lu coi nha. Bạn Thảo Lu coi đường giờ mình đang làm. Ở tới cái mí cổng rào đó là tới bên má hai. Còn một hồi đi tới đằng nhà rồi mình sẽ quay lại. Mưa lớn rồi. Phút đằng này đã được đào rồi. Đây là nhìn xuống sông. Mưa lớn rồi.
Buổi sáng các bạn, đây là quang cảnh đường lộ ở quê mình. Bông quá trên nhà mình đó. Anh làm lộ nha. Đào lên, đặng bơm cát xuống rồi cho dẻ, xong rồi mới đổ đá. Khúc phía trong này mở rộng rồi.
cầu tre tới khúc đằng kia. Hôm nay nhà của Tám, khúc đằng kia hồng. Có xe chạy. Xe của mấy chú ông nhỏ. Sáng trời đẹp quá các bạn. Chim hót hú hú. Trời đẹp.